xin chào ạ, chào mừng các bạn đến với video review sản phẩm của Vinmark. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm, một thiết bị có tên gọi là băng tải chụp vít, hay được gọi là cấp liệu chụp vít. Tùy vào từng khách hàng và từng vùng miền thì mình có những cái tên gọi khác nhau. Sản phẩm này mọi người có thể đặt hàng theo yêu cầu, từ chất liệu, kích thước đến công suất, tùy vào nhu cầu của từng khách hàng, đặt theo nhu cầu khác nhau. Và chi tiết của sản phẩm thì hôm nay với bộ ở đây thì toàn bộ là bằng inox 304 để khách hàng của bên mình ở hút ngũ cốc nông sản lên cao, nên là yêu cầu là bằng inox 304. Cấu tạo rất là đơn giản, bao gồm một cối chứa nguyên liệu và một cái băng tải hút lên trên. Và khách hàng đặt thì có chiều cao từ dưới mặt đất tính lên trên tải hút, đó là 2m2 ạ. Cùng chứa nguyên liệu, mọi người có thể nhìn thấy phần khung inox khá là chắc chắn và dày dặn. Hiện tại ở đây thì đây là bộ khung lắp motor, khách hàng lắp motor 1,5 kW, tốc độ vòng quay là 1450 vòng. Đó, motor tốc chậm, mọi người sẽ cho nông sản tất nhu cầu của mình cần hút lên cao để hút vào thùng chứa hoặc máy móc. Nguyên lý hoạt động cực kỳ là đơn giản, motor quay thì sẽ giúp cho cái phần trục xoắn phía trong, trục xoắn ở bên trong nó sẽ đảo cái lực để cho nhiên liệu đẩy lên cao. Với nhu cầu của khách hàng ngày hôm nay lắp motor 1,5 kW và cái sức chứa của thùng như vậy, một giờ năng suất có thể hút được là từ 1 đến 1,2 tấn, và tùy vào những cái loại nông sản khác nhau mà mình sẽ cho ra các loại năng suất khác nhau. Và khi mọi người mua máy thì sẽ kèm theo một tủ điện nó giúp an toàn trong quá trình sử dụng. Mọi người mở tủ điện ra, mình sẽ khám phá được ở bên trong này. Bảng điện rất là đầy đủ, automat, kỹ thuật viên sẽ hướng dẫn mọi người cách đấu điện. Sẽ có cái giá đỡ, cái phần giá đỡ đấy ạ. Toàn bộ là inox 304 hết, khách hàng ngoài hôm nay yêu cầu là inox 304 nên là bên mình làm toàn bộ bằng inox 304 rất là dày dặn, giúp cho mình dễ dàng vệ sinh hơn nữa. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành đo để chúng ta cùng nắm được kích thước của cái sản phẩm này. 80 này, cái này thì là chiều dài với chiều rộng thì nó sẽ bằng nhau, bởi vì nó là khối hình vuông. Cái bề miệng của nó sẽ là 80 x 80. Chiều dài sẽ là 95. Đối với trục vít tải từ mặt đất lên trên cao sẽ là 2m2. Và để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm này cũng như là tư vấn mua hàng thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline 024 38 38 3456, hoặc là truy cập vào website mayboxviet.vn. Ngoài ra trên màn hình hiển thị còn có hiển thị số hotline của các bạn kinh doanh thuộc Vinmark, mọi người có thể liên hệ để được hỗ trợ một cách nhanh chóng nhất. Và cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Chào tạm biệt.